Hôm bữa thấy lạnh lắm cũng mang cào ra cào, thế giờ chuyên đi cào bán hay sao? Lâu lâu mò về làm bữa ăn vậy. Cua chắc không có, chắc chỉ có vài ốc với chai. Đây cá rô phi nhiều lắm. Mà thấy ngày nào mấy ông đi kích điện này. Ông Vinh à? Làm sao được Có đấy, mai báo mưa sao đấy? Đúng, mai mưa ấy, mưa và rét nữa cơ. Đấy, đêm lúc vậy được cũng gần xôi còn gì. Vậy hả? Đây lội đi ủng chứ nó đi chân không là nguy hiểm lắm ấy. Toàn mảnh xanh, mảnh kính linh tinh.